Với việc cùng có được 2 chiến thắng và 1 trận hòa giống như Croatia ở đợt tập trung tháng 9 vừa rồi, Nga vẫn chưa thể tạo ra sự bứt phá so với chính đối thủ tại bảng H của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Tính đến hiện tại sau 6 lượt trận với cùng 13 điểm có được như đội bóng áo caro, nhưng do kém hiệu số bàn thắng bại nên những chú gấu Nga vẫn phải xếp sau ở vị trí thứ hai. Chưa kể khoảng cách giữa họ với đội đang đứng sau là Slovakia cũng chỉ có 4 điểm, nên cuộc chiến ở 4 lượt đấu cuối tới đây được dự báo sẽ hết sức căng thẳng. Tuy vậy thì với việc sẽ chạm trán với chính Slovakia ở lượt trận thứ 7 sắp tới, thầy trò huấn viên Kapin sẽ có cơ hội để cắt đuôi đối thủ và quan trọng hơn là tiếp tục bám đuổi đội dẫn đầu. Tuy nhiên thì đây được dự báo sẽ là thử thách vô cùng khó khăn bởi lẽ đối thủ cũng là cái tên hết sức khó chịu với nhiều lần khiến họ phải chật vật khi đối đầu trong quá khứ. Chẳng nói đâu xa như chính lượt đi vừa rồi, đội bóng xứ Bạch Dương đã phải nhận thất bại 1-2 trên sân của chính Slovakia. Chưa kể thành tích sân nhà bất ổn thời gian vừa rồi cũng là điểm trừ về niềm tin dành cho họ. Cụ thể nếu tính cả vòng chung kết Euro hồi tháng 6, Nga đã trải qua 5 trận sân nhà với chỉ 2 chiến thắng, riêng trước Slovakia cũng chỉ thắng 1 ở 3 lần tiếp đón gần nhất. Hơn nữa nếu nhìn sang phía bên kia chiến tuyến cũng có thể thấy đối thủ chắc chắn không phải là cái tên dễ chịu. Ngoài việc cũng sẽ chơi hết mình để kiếm điểm thì những gì thầy trò huấn viên Takovic đã thể hiện thời gian qua cũng rất đáng gờm. Như đợt tập trung tháng 9 vừa rồi, họ cũng đã có điểm ở 2 trong số 3 trận. Chưa kể từ đầu vòng loại, việc đã có điểm trong cả 2 trận phải xa nhà cũng làm tăng thêm niềm tin cho đội bóng này. Như vậy có thể thấy đây chắc chắn sẽ là thử thách khó khăn cho những chú gấu Nga. Không chỉ có vậy, nhà cái châu Á cũng quay đầu với thầy trò huấn viên Kapin khi xếp họ ở kèo chấp 3/4 cùng điểm ăn bỏ sâu. Nên nhớ ở lượt đi vừa rồi dù phải làm khách mà Nga cũng đã chấp tương tự trên đất Slovakia, huống chi được chơi trên sân nhà ở lần tái đấu này. Chính vì vậy sẽ là rất khó để đặt niềm tin cho đội bóng xứ Bạch Dương ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng với mức kèo được niêm yết ở mức 2/1/4, đánh giá cho khả năng bùng nổ của trận đấu cũng rất hạn chế. Thực tế thì cả hai vốn không phải những cái tên có hàng công được đánh giá cao, vì vậy mà cũng khó để trông đợi. Chính vì vậy mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn hơn ở hoàn cảnh này. Trái với đó tại bảng G, cuộc chiến giành vé chính thức đã dần ngã ngũ khi lúc này với 15 điểm sau 6 lượt trận, đội tuyển Đức đang vững vàng ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng cùng khoảng cách 4 điểm so với đối thủ đứng thứ 2 và 5 điểm so với đội đứng thứ 3. Quan trọng hơn là với phong độ như hiện tại sẽ khó để bất cứ cái tên nào có thể cản bước họ. Cần biết rằng dưới thầu huấn viên Hansi Flick, đội tuyển Đức đang thi đấu thăng hoa với sức mạnh hủy diệt của mình. Cụ thể như ở đợt tập trung tháng 9 vừa rồi họ đã toàn thắng ở cả 3 trận, ghi tới 12 bàn và không một lần để lọt lưới. Chính vì thế mà đối thủ như Rumani ở lượt trận thứ 7 tới đây cũng được dự báo sẽ khó thoát khỏi viễn cảnh của một trận thua đậm trước Damascus. Niềm tin ấy càng được củng cố khi họ sẽ được chơi trên sân nhà, nơi vừa mới đây huấn viên Hansi Flick có màn ra mắt ấn tượng với chiến thắng tới 6-0 trước đội bóng cũng đang chơi thăng hoa là Armenia. Trước đó thì lần tiếp đón Rumani gần nhất, Damascus cũng đã thắng 3-1. Vậy nên có thể nói rằng sân bãi sẽ là điểm tựa rất lớn dành cho họ ở trận đấu tới. Về phía đối diện với 10 điểm có được sau 6 lượt trận, Rumani đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và ít nhất là vẫn có khả năng cạnh tranh cho suất vé vớt vào vòng playoff khi chỉ kém đội đứng thứ 2 với khoảng cách của một kết quả hòa. Hơn nữa, điểm tích cực nữa của đội bóng này chính là việc sự bứt phá của họ đã đến từ đợt tập trung tháng 9 vừa rồi khi đã thắng tới 2-1 sau 3 trận. Tuy vậy thì vấn đề là đối thủ ở cuộc đọ sức tới đây là quá mạnh để thầy trò huấn viên Radoy có thể hy vọng tạo ra bất ngờ. Trên sàn giao dịch châu Á, sự khác biệt cũng được thể hiện khi nhà cái xếp đội tuyển Đức ở kèo chấp 2/1/2. Đây là mức kèo đã được thể hiện trình độ vượt trội của họ so với Rumani, và sau những gì đã thể hiện rõ ràng là thầy trò huấn viên Hansi Flick đang tỏ ra rất đáng trông đợi ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng trong bối cảnh mà hàng công của đội tuyển Đức đang thi đấu thăng hoa, sự kỳ vọng vào một thế trận bùng nổ được tạo ra ở cuộc đọ sức sắp tới là khá lớn. Tuy nhiên nên biết rằng hàng thủ Rumani những trận gần đây cũng đã chơi tốt, bên cạnh đó mức kèo 3/1/2 mà nhà cái đưa ra cũng không quá ấn tượng, lại thêm điểm ăn thấp cho cửa xỉu, vì vậy cũng khó mà trông đợi gì nhiều. Trong hoàn cảnh như vậy, mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn ở trận đấu.